Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Trước đây chúng tôi giới thiệu về sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật. Hôm nay chúng tôi giới thiệu về sự khác biệt giữa phát âm tiếng Nhật của người Việt Nam và người Nhật. Hãy xem nhé! Cậu ơi, đọc như thế nào? Facebook. Cái gì? Facebook. Không phải, sai rồi. Đúng. Cái này là Facebook. Facebook. Face. Cái này. Tại sao không đọc C-E? Facebook. Su. Su. Ư. Này là Facebook. Facebook. Đâu cứ cứ. Cứ. Facebook. Tại sao? Fe. Em. Đúng. Fe. Fe. Facebook. Đâu có sự. Facebook. Tại sao C? Cái này là chỉ cái này là đọc đi. Book. Không phải C. Book là cái này. Facebook. Nhưng mà cái này tiếng Anh đâu có sự. Cái này là I S. Đúng không? Không. A là chỉ cái này thôi hả? Đúng không? A sư. Này là C E à? Facebook. Sai rồi. Nói nhanh thì Facebook. No, Facebook. No, Facebook. Wow. Cái mình này đọc phát âm thế nào? Pineapple. Pineapple. Cái sao? Oh. Pineapple. No. Blue. Lơ má. Lơ. Apple. Apple. Bin apple. Pineapple. Pineapple. Bin apple. Bin là bin. Bin. Bin là bin. Bin là bear. Bin. Bin pa. Bin. Pin. P. 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 A. E. Bin. Pai. Pai na. Pul. Hippo. Hippo. Pin. Ho. A. Cái này là. Để tôi có pin. Đúng không? Đúng. Cái này là. Ăn được không? Không được. Pai na. Pul. Là. Đúng. Nhưng mà hai từ này ghép với nhau. Pineapple. Pineapple. No, no. Pineapple. Oh. Phát âm thế nào? Thế. Rap. No, chào chào. Rap. Grab. Tại sao? Không có buồn. Grab. Đâu có chữ gì ở phía sau đâu mà anh đọc. Buồn. Bê là bư. Tại sao không đổ? Gu. G. Cái này là G. G biết rồi. Ừ. Em nói là rap. Em nói là rap, lap. Đúng rap. Không? Ừ. Không nghe G. Nó ở trong rồi. Nó ở trong. Trong. Rap. Rap hả? Ừ. Không. Grab. Đâu có chữ ư mà bu. Không thấy hả? Không. Có. Grab. Bu. Gu. Đúng. Gu. Gu. Grab. Grab. Rap. Sao? Rap. Không có giao sắc. Không có là. Nhưng mà anh đọc nè. R-A-B. Grab. Rap. Grab. Rap. Oh my god, no. Grab. Wow. Các bạn ơi, nếu thích video này, like, share và subscribe nhé. Chúng tôi đã nhóm Double Wish.